Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021 và ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Hạnh thông báo hàng về hôm trước và ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Hạnh ngồi nghe điện thoại, trực điện thoại của những vị khách hàng chốt đơn và được rất nhiều những vị khách hàng quan tâm đến kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Các bác tham khảo những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp và những sản phẩm được những vị khách hàng đã chốt đơn thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã lên danh sách cho quý vị và các bạn. Đến tại thời điểm như bây giờ đã đầy đủ những vị khách hàng đã có tên trong sổ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rồi. Và ngay lúc này thì cũng đã là 12 giờ kém đêm. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh hôm nay không thông báo hàng về, nhưng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo được những vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Khi sản phẩm về với cửa hàng được những vị khách hàng quan tâm và yêu thích những dòng sản phẩm mà các bác đã lựa chọn, thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ phải trả hàng cho các bác khách hàng đâu đấy xong. Thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tiếp tục thông báo hàng về của chuyến hàng sau. Thì thông qua clip này, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có cho các bác xem một số các sản phẩm vừa về thì cửa hàng sẽ thông báo qua cho những vị khách hàng ở clip này. Các bác theo dõi kênh, các bác có thể nhìn thấy trước màn hình, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy cửa hàng tiếp tục cập nhật một chiếc đầu câm Lakamachi 1.200 mã. Chiếc phía bên tay phải góc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Vâng, đây là chiếc vừa về trong buổi tối ngày hôm nay. Chiếc về trong buổi tối ngày hôm qua thì cửa hàng cũng đang test ở phía trước mặt quý vị và các bạn đang được nhìn thấy và thông báo cho quý khách hàng trong buổi tối ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ lướt máy quay qua. Các bác biết sản phẩm về trong buổi tối ngày hôm nay mà có nhu cầu đặt hàng thì trong buổi sáng ngày mai các bác có thể chốt đơn với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh nhé. Cũng không cần phải những sản phẩm mà về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh các bác mới chốt thì các bác chỉ cần nhìn qua một ống kính và một góc máy quay như thế này, các bác cũng đã biết là bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có những sản phẩm như thế nào rồi. Vậy chiếc đầu câm Lakamachi 1.200 mã như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy ở phía bên màn hình tay phải. Và phía trên thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có một chiếc đồng hồ Odo ông Tây gác chuông. Ngày hôm nay đã cập bến có duy nhất một chiếc. Vâng, và cửa hàng sẽ lùi lại sân khấu một chút để thông báo cho quý vị và các bạn. Đang mùa ẩm thấp như thế này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng sẽ chóng bánh đưa những video sớm nhất lên để quý khách hàng có thể được chiêm ngưỡng và biết những sản phẩm về trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy đợi đến ngày mai thì cũng có thể là hơi lâu so với những bác khách hàng đang săn tìm những chiếc máy hút ẩm. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được 3 chiếc hút chân voi. 3 chiếc hút chân voi, chiếc ngoài cùng có màu đậm hơn thì là chiếc này là 26 lít. Và hai chiếc phía bên trong là có dung tích hút là 22,5 lít đều chạy điện 220 V nhé. Vâng, vậy cửa hàng mới bóc được những sản phẩm như vậy ra để thông báo qua cho quý vị và các bạn thôi. Còn những chiếc máy hút ẩm được khách hàng chốt đơn thì cửa hàng đang test ở đây và lên danh sách sau cửa hàng sẽ gửi cho khách hàng. Vâng, vậy clip chính của ngày hôm nay thì những sản phẩm cửa hàng cũng đã lên danh sách và trưng bày tại đây cho quý vị và các bạn được biết rồi. Vâng, cửa hàng sẽ đếm xem bao nhiêu vị khách hàng đã chốt ở clip này. 2, 4, 6, 8, 9 vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Từ những cuốn băng Akai, những cuốn băng đài và những bộ chia AV, những chiếc bật nửa vừa về. Và một chiếc âm ly Sansui 9090DB, một chiếc đầu câm Lakamachi 1.200 mã. Vậy cửa hàng sẽ đọc danh sách từng vị khách hàng đã chốt sản phẩm bên cửa hàng cung cấp trong clip này. Ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021, chuẩn bị bước sang ngày mùng 3 rồi. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh phải làm clip tại thời điểm như bây giờ để gửi cho khách hàng, một bác khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Là anh chốt chiếc đầu câm Lakamachi 1.200 mã và anh sẽ nhận hàng vào, đã hẹn với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, hẹn vào trong buổi sáng ngày mai anh sẽ nhận hàng. Vâng, hôm trước thì anh có đặt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là 6 cuốn băng Akai. Và một chiếc xương thì cửa hàng cũng đã lên danh sách hôm trước rồi. Và ngày mai cửa hàng sẽ gửi cùng sản phẩm là một chiếc đầu câm Lakamachi 1.200 mã này. Và anh có đặt thêm là 20 cuốn băng đài. 20 cuốn băng đài cửa hàng cũng đã trưng bày ở đây rồi.
Vâng, chiếc đầu cam la Kamachi 1.200 mã thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã cung cấp rất nhiều. Và ngày hôm nay thì về tiếp một chiếc nữa, cửa hàng cũng sẽ nướt máy quay để các bác có thể được biết là những sản phẩm VIP thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021, 9 vị khách hàng đã chốt thì cửa hàng cũng đã lên danh sách đây rồi. Vậy những vị khách hàng hãy chú ý clip mà các bác theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, các bác sẽ biết là những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp cho các bác là những modem gì. Vị khách hàng thứ nhất, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho anh Phạm Cao Tùng. Anh có địa chỉ tại 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chốt cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một cuốn băng AK10, Giao Linh Tuấn Vũ và Chế Linh Thanh Tuyền. Vâng, một cuốn Giao Linh Tuấn Vũ, Chế Linh Thanh Tuyền, một cuốn AK. Vâng, cửa hàng cũng đã đánh dấu đây rồi, từng vị khách hàng một. Vị khách hàng tiếp theo, vị khách hàng thứ hai, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho anh Lê Đức Hạ. Anh có địa chỉ tại Thanh Thịnh, chợ mới Bắc Cạn. Anh chốt một cuốn băng 10, có chương trình là Tình Ca Xứ Nghệ. Vâng, đây tất cả là những chương trình mà khách hàng nhắn tin cho cô chủ shop đặt hàng. Và các bác yêu thích những ca sĩ nào và chương trình băng như thế nào thì các bác cũng đã đặt đây rồi. Tình Ca Xứ Nghệ nhé. Tình Ca Xứ Nghệ. Vâng, vừa thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lại nhận được thông tin của anh là anh muốn cho sang chiếc xương mắc sen. Cho sang chiếc xương mắc sen, cửa hàng đang để xương 10 đây ạ. Akai. Và ruột thì như nhau nhé, ruột mắc sen rồi. Vâng, vị khách hàng thứ 3 ở clip này, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương. Anh đặt một cuốn băng M10, là một cuốn băng mắc sen 10 đấy ạ. Vâng, đây, vị khách hàng đặt cuốn băng 10, cuốn băng Hồng Loan ạ. Tiếng hát Lưu Hồng ạ. Xin lỗi, tiếng hát Lưu Hồng Loan, đúng rồi. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho anh Khoa, là vị khách hàng thứ 3. 1, 2, 3. Vị khách hàng thứ 4, cửa hàng xin gửi cho anh Khoa. Anh có địa chỉ tại Phúc Thọ, Hà Nội. Anh chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là một chiếc đầu âm ni Sansui 9090DB. Hôm trước cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được 2 chiếc và ngày hôm nay thì chính thức đã không còn chiếc nào. Một bác khách hàng có địa chỉ tại Hòa Bình đã chốt một chiếc và một chiếc đầu băng cối AK635D. Và ngày hôm qua thì bác chốt lốt cặp loa 99A màng FB. Và đây là một chiếc âm ni Sansui 9090DB đẹp xuất sắc, sắt xi vàng. Cửa hàng cũng không cần phải mở máy nữa. Các bác cũng đã quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đã biết là sản phẩm chất lượng như thế nào rồi. Thì anh khách hàng là vị khách hàng hôm trước mà đã chốt một bộ trên 400 triệu mà cửa hàng cũng đã vận chuyển sản phẩm nắp riêng tại gia đình cho anh ạ. Và đây anh sẽ sưu tầm tiếp một bộ nữa để anh nắp tại Hà Nội. Anh có rất nhiều những không gian lý tưởng thì anh cũng đã đặt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cả một chiếc đầu CD, nhưng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chưa tìm được chiếc đầu nào hợp form với khách. Thì đây là một chiếc âm ni Sansui 9090DB. Tại thời điểm này thì đang rất hiếm, thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng sẽ thông báo để khách hàng có thể biết là sản phẩm đã có chủ nhé. Vị khách hàng thứ tư rồi ạ. Vị khách hàng thứ năm. Vị khách hàng thứ năm, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng chốt 3 cuốn băng tách và một chiếc xương tách rất VIP và hiếm ạ. Chương trình thì khách hàng cũng đã tự liên hệ với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Anh đã lựa chọn những chương trình mà khách hàng đã ưng ý và những ca sĩ mà anh cũng đã từng yêu thích. Thì đây là 4 cuốn băng tách. 4 cuốn băng tách này thì trong đó là có 3 cuốn băng và một chiếc xương. Lệ Quyên chọn lọc này. Vâng, sản phẩm này thì vừa về cửa hàng đã bóc và thông báo luôn cho quý khách hàng để cho gọn, ngày nào ra ngày đó. Các bác khách hàng đã đặt hàng mà sản phẩm gì về cửa hàng sẽ giả ngay cho các bác đây. Chọn lọc 4 này. Và đây là Chế Linh Thanh Tuyền. Và bên cạnh là một chiếc xương VIP xịn nhá, của hãng Tech đây ạ.
Vâng, vị khách hàng thứ 5 là cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. Anh đặt là 3 cuốn băng tách và 1 chiếc xương VIP của tách, rất hiếm nhá. Vị khách hàng tiếp theo cũng là anh Khoa, có địa chỉ tại Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương. Anh đặt 5 cuốn băng M10. Vâng, anh Khoa là những vị khách hàng cũng đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và được biết bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có những sản phẩm chất lượng VIP. Và hôm trước thì anh cùng với những người anh bạn, anh em đã về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sắm một bộ sản phẩm trên 200 triệu rồi. Anh có địa chỉ tại Đồng Cẩm, Kim Thành. Đồng Cẩm, Kim Thành. Anh chốt 5 cuốn băng. Anh chốt 5 cuốn băng M10. Ngày hôm kia thì anh cũng đã trực tiếp vào đây, anh đã lựa chọn 3 cuốn Akai rồi. Cuốn này là Lệ Quyên, đều theo chương trình mà khách hàng đặt này. Đây là những cuốn băng M10 Mixi Đàm, là Đàm Vĩnh Hưng đấy ạ. Và Bolero Thúy Hà. Bolero Thúy Hà nhá. Guitar Vô Thường. Guitar Vô Thường. Và saxophone. Saxophone. Trong đó thì hai cái xương này là hình như là của anh khách hàng đưa cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để mua ruột đây. Vậy là 5 cuốn băng này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho anh Khoa có địa chỉ tại Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương nhé. Vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh Quế, anh có địa chỉ tại phố Hoa Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh chốt 1 chiếc bật nửa. Vâng, chiếc bật nửa này thì về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua đây. Bơm ga nhá. Vâng đây. Rất nhiều những vị khách hàng muốn chốt chiếc này nhưng rất hiếm có đấy, không sẵn hàng đâu ạ. Rất VIP luôn. Vâng, vị khách hàng tiếp theo 2, 4, 6, 7. Vị khách hàng thứ 8, cửa hàng xin gửi cho anh Bùi Đắc Hân. Anh có địa chỉ tại thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng. Anh chốt một bộ chia AV. Bộ chia AV thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã trưng bày tại kia. Ngày hôm qua cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được 5 bộ và đã có 2 bộ khách hàng chốt rồi nhé. Đây là của bác Bùi Đắc Hân. Vâng, và vị khách hàng cuối cùng ở clip này cũng là những vị khách hàng thường xuyên ủng hộ bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất nhiều những sản phẩm rồi. Anh có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Anh chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Tiếp theo là một chiếc đầu câm Lakamachi 1.200 mã và 20 cuốn băng đài. Hôm trước thì lần đầu tiên giao dịch với cô chủ shop thì anh chốt một chiếc đài sáp GF1000. Sau đó thì đến những cặp loa 99A, những chiếc Omni Sansui 9090DB anh cũng đã chốt đủ bộ rồi. Và chốt những chiếc đầu băng cối Akai 747 trơn. Và một bộ tiếp theo nữa thì anh trong thời gian gần đây anh cũng đã ủng hộ rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vậy ngày hôm nay thì tiếp tục là modem anh đang chờ đợi. Và cũng chờ đợi chiếc Lakamachi 1000 này cũng khá là lâu rồi. Bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chưa về được. Thì trong buổi tối ngày hôm qua hàng về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo lên kênh. Anh đã liên hệ với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để chốt. Và anh có hẹn với cửa hàng là trong buổi sáng ngày mai thì cửa hàng sẽ giao hàng cho anh. Và bên cửa hàng thì còn một chiếc Lakamachi 1000 vừa về, vừa cập bến đây nhé. Cũng có băng zin đi kèm. Vậy clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo và test nhạc cho quý vị và các bạn chỉ vài phút thôi để các bác có thể biết là sản phẩm vẫn hoạt động ok và hoàn hảo nhé. Cửa hàng thì không kết nối với một chiếc Omni Sansui 9090DB đâu ạ. Cửa hàng chỉ cắm điện ở đấy thôi. Còn cửa hàng đang test cho bác khách hàng biết là phối kết hợp với cặp loa Tannoy Tunberry thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ không đấu với 9090DB mà đấu với chiếc Omni Magnetoc MA6008. Đây là
là chiếc Lakamachi đang test với một cuốn băng nhá. Ở đây chiếc đầu Lakamachi, xin lỗi, một chiếc đầu Baro 1000 đẹp xuất sắc. Ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ để không lắp băng, các bác có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của sản phẩm từ trên xuống dưới, đều màu đẹp xuất sắc nhá. Vâng, vậy clip thông báo sản phẩm được rời khỏi cửa hàng trong ngày hôm nay cũng đến 16 phút 31 giây rồi. Vậy cửa hàng cũng sẽ kết thúc video tại đây để đóng chiếc Lakamachi 1025 mã để gửi cho anh khách hàng có đơn chốt bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng ở clip này đã chốt được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành đang theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào, tạm biệt.